Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày 29 tháng 3 của Ghi Bóng Đá TV. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức bóng đá đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Trước khi đến với những tin tức bóng đá hấp dẫn, hãy cùng chúng tôi điểm qua những lịch thi đấu gay cấn của vòng loại World Cup năm 2022. Tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Bắc Macedonia vào lúc 1:45 dạng sáng mai. Vào lúc 17:35 sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Vào lúc 1:45 dạng sáng ngày 30 tháng 3, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Bắc Macedonia ở trận chung kết Playoff World Cup năm 2022 tại Porto. Hôm nay Ronaldo đã tham gia cuộc họp báo trước trận đấu quan trọng này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vừa diễn ra, Ronaldo một lần nữa được hỏi khi nào sẽ giã từ sự nghiệp. Ngôi sao của Manchester tức nói với vẻ không hài lòng: "Tôi đã thấy rất nhiều câu hỏi tương tự dành cho mình. Ai là người quyết định tương lai của tôi? Đó chính là tôi. Nếu tôi cảm thấy có thể thi đấu lâu hơn nữa, tôi sẽ tiếp tục. Tôi là ông chủ của cuộc đời mình. Chấm dứt những câu hỏi như thế đi." Nói về trận đấu với Bắc Macedonia diễn ra rạng sáng thứ tư tới theo giờ Việt Nam, Ronaldo nói: "Đó là một trận chung kết và chúng tôi đã sẵn sàng. Tất cả đều biết nếu giành chiến thắng chúng tôi sẽ dự World Cup, nếu thua chúng tôi sẽ bị loại. Đây là trận đấu cuộc đời của chúng tôi." Tương tự với Bắc Macedonia, áp lực luôn luôn dành cho Bồ Đào Nha và khó khăn đang chờ đón chúng tôi. Bắc Macedonia xứng đáng có mặt ở trận này. Họ là đội bóng có tổ chức và chơi rất tốt. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng nếu thể hiện ở đẳng cấp của mình, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào trên thế giới. Không có kỳ World Cup nào mà Bồ Đào Nha không tham dự. Bắc Macedonia đã gây rất nhiều ngạc nhiên, nhưng theo tôi sẽ không bất ngờ nếu Bồ Đào Nha chơi tốt hơn ở trận đấu ngày mai và giành vé dự World Cup. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Cristiano Ronaldo lên tiếng kêu gọi người hâm mộ Bồ Đào Nha cổ vũ nhiệt tình cho anh và đồng đội. Theo CR7, đây sẽ là động lực giúp họ thêm tự tin ở trận đấu một mất một còn với Bắc Macedonia. Barcelona không quan tâm đến việc tái ký hợp đồng với Messi sau khi để anh chuyển đến Paris Saint-Germain vào mùa hè năm ngoái vì khó khăn về tài chính. Chủ tịch câu lạc bộ Laporta mới đây đã cho biết ông không liên lạc trực tiếp với cầu thủ người Argentina, cũng như không coi tiền đạo của Paris Saint-Germain là một lựa chọn cho Blaugrana trong kỳ chuyển nhượng hè. Messi được cho là muốn trở lại Nou Camp sau khi Paris Saint-Germain bị loại khỏi C1 vào đầu tháng này, nhưng Laporta đã dập tắt hy vọng của chủ nhân 7 của bóng vàng. Trong phát biểu mới nhất: "Tôi không nhận được tin nhắn nào từ Messi hoặc người đại diện của cậu ấy về khả năng trở lại Barcelona. Cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn không quan tâm đến vấn đề này. Tôi không còn giao tiếp thường xuyên với Messi như trước khi cậu ấy rời đi. Sự ra đi của cậu ấy khiến tôi cảm thấy tồi tệ vì những lý do cá nhân và gia đình hơn là chỉ vì thể thao. Barca không suy nghĩ về sự trở lại của Messi. Chúng tôi đang xây dựng một đội bóng mới mẻ với sự kết hợp của những cầu thủ trẻ và kinh nghiệm. Nhưng Leo là Leo và anh ấy sẽ luôn là người chiến thắng. Đối với tôi, chắc chắn không dễ dàng gì khi để cậu ấy ra đi. Tôi nghĩ về tình hình tài chính của câu lạc bộ, tôi không đặt nó vào rủi ro hơn. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm." Haaland, 100 triệu euro, sẽ không có mặt tại FIFA World Cup vào tháng 11 năm 2022 do chấn thương từ tháng 11 năm 2021, nên Haaland không thể giúp sức cho đội tuyển Na Uy, và đó là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng này thất bại trong việc giành vé dự vòng playoff. Huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Enrique đã loại bỏ khả năng rời bỏ vị trí hiện tại của mình để chuyển sang làm việc ở cấp câu lạc bộ, cụ thể là Manchester United, trong bối cảnh đang được đội bóng này quan tâm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định mục tiêu duy nhất của ông lúc này chỉ là World Cup năm 2022. Tiền đạo Rafinha của Leeds đã đồng ý các thỏa thuận cá nhân với Barcelona. Vấn đề còn lại là đội bóng xứ Catalan cần có được cái gật đầu từ Leeds. Hiện tại, đội chủ sân Alain Rose đang yêu cầu 60 triệu bảng cho thương vụ này, và đó là con số làm khó Barca. Manchester United đang muốn gia hạn hợp đồng với Rashford và Luke Shaw sau khi thống nhất thỏa thuận mới với Bruno. Được biết, hợp đồng của Bruno sẽ được công bố sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, trong khi Quỷ Đỏ vẫn coi hai cầu thủ người Anh là những trụ cột quan trọng trong tương lai. Real đang lên sẵn kế hoạch để ký hợp đồng với Bellingham từ Dortmund vào năm 2023. Đội bóng Tây Ban Nha chuẩn bị cho cuộc sống không có Modric và Toni Kroos, và người họ lựa chọn là sao trẻ người Anh. Atletico nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Dybala vào mùa hè này, khi tờ Mundo Deportivo khẳng định ngôi sao người Argentina muốn chuyển đến sân Wanda Metropolitano. Inter cũng quan tâm đến việc chiêu mộ Dybala, nhưng họ chỉ có thể làm được nếu bán Lautaro Martinez. Liên quan đến những lùm xùm xung quanh việc tiền đạo Lewandowski không muốn gia hạn với Bayern, mới đây nhất tờ Sports khẳng định chân sút người Ba Lan đã chấp nhận lời mời gọi của Barcelona để tới Nou Camp chơi bóng ngay mùa hè này. Vấn đề còn lại lúc này của Barca là phải thuyết phục nhà đương kim vô địch Bundesliga nhà người. Với việc hợp đồng của Lewandowski chỉ còn thời hạn đến năm 2023, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ có rất nhiều lợi thế ở trên bàn đàm phán.
Nhiều nguồn tin quốc tế khẳng định Man City sẽ có được sự phục vụ của Haaland ngay mùa hè năm nay. Lý do là bởi đối thủ lớn nhất trong thương vụ này là Real được cho là đã rút khỏi cuộc đua có được chữ ký của chân sút người Na Uy. Trong lần được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha vừa qua, hậu vệ Marcos Alonso đã chia sẻ rằng anh muốn rời khỏi The Blue để trở về quê nhà chơi bóng. Việc Alonso úp mở khả năng rời Stamford Bridge thực sự đang đẩy Chelsea vào tình cảnh khốn đốn khi mà lệnh cấm của họ vẫn chưa rõ bao giờ sẽ hết hiệu lực, còn các trụ cột đang thi nhau tìm đường ra đi. Theo chuyên gia Santin Romano, Marquinhos đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain đến năm 2026 hoặc 2027. Trung vệ người Brazil gắn bó với Paris Saint-Germain từ năm 2013 và không có ý định ra đi bất chấp đề nghị từ các câu lạc bộ lớn khác tại châu Âu. Đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình rất thực tế ở vòng loại cuối cùng World Cup năm 2022. Gọi là thực tế là bởi chúng ta không quá mơ mộng nhưng cũng đầy tự tin khi bước ra biển lớn. Gọi là thực tế là bởi những gì giới chuyên môn tiên liệu đã thành hiện thực khi đội tuyển Việt Nam phải đối diện với áp lực khủng khiếp từ gánh nặng thành tích, từ những đối thủ trên tầm. Và gọi là thực tế khi sau những trận đấu đầy đời ấy, bóng đá Việt Nam biết mình đang đứng ở đâu nhưng đầy tự tin vào con đường hội nhập. Trong trận đấu cuối cùng này, dù kết quả thế nào thì đội tuyển Việt Nam vẫn đi vào lịch sử, vẫn có cho mình những niềm vui không thể đong đếm. Nói cho cùng, có mặt ở sân chơi này, được giáp mặt với những đối thủ hàng đầu châu lục đã là lịch sử, đã là chiến thắng đối với bóng đá Việt Nam. Trong sân chơi ấy, chúng ta chỉ có một cửa, đó là chiến thắng về mặt thương hiệu và cơ hội để nâng tầm chính mình. Thế nên trong trận đấu ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam hãy nhập cuộc với tất cả sự thoải mái để phô diễn năng lực cá nhân, thoải mái để hóa giải đối thủ và thoải mái để tính toán cho một chặng đường dài hội nhập. Rằng chúng ta có thể thắp sáng cho mình giấc mơ World Cup bằng một khát vọng thực tế và một lộ trình đầy trách nhiệm. Rằng bóng đá Việt Nam cần tiếp tục dịch chuyển để tiến gần hơn với những đối thủ hàng đầu, bởi chỉ có vậy chúng ta mới thực sự có được vị thế xứng đáng. Bản tin bóng đá trưa ngày 29 tháng 3 đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.